Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Ngày 3 tháng 2, Thùy Anh tròn 26 tuổi. Trước đó một thời gian, nữ diễn viên đã thực hiện bộ ảnh đặc biệt để mừng tuổi mới. So với cô gái 18 tuổi gây chú ý ở nhiều sự kiện điện ảnh quốc tế với đập cánh giữa không chung, Thùy Anh 8 năm sau ngày càng chững chạc. Thùy Anh giữ vẻ trẻ trung, gợi cảm nhưng không phản cảm. Mọi năm, Thùy Anh thường tổ chức tiệc sinh nhật với bạn bè, người hâm mộ. Năm nay do Covid-19, cô về Hà Nội sớm, xung học với gia đình và đón tuổi mới bên người thân. Cùng một kiểu mấy rút, Thùy Anh mang đến những hình ảnh đa sắc với nhiều kiểu biểu cảm: lúc trầm lắng, khi ngọt ngào, lúc lại nổi loạn. Thùy Anh ngọt ngào tuổi 26, Thùy Anh tươi trẻ và hơi nổi loạn. Sau vài năm năm tiếng, Thùy Anh ngày càng yêu thích và thấy hợp với môi trường showbiz. Cô vượt qua cơn trầm cảm những ngày mới vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm thấy các cơ hội diễn xuất trong phim điện ảnh và cơ hội tham gia nhiều game show. Năm 2020, Thùy Anh kiệt sức vì bay đi bay về giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để vừa quay phim truyền hình tình yêu và tham vọng ở Hà Nội, vừa duy trì công việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Đáng ra, cô có phim dừng thế mạng, tự cũ là tạ năng, Phan Dũng, Gia Dạp trong năm qua. Nhưng do dịch, phim lùi sang dịp lễ dỗ tổ năm nay. Cũng trong đợt giãn cách xã hội, Thùy Anh tận hưởng cuộc sống một mình bên hai chú mèo con trong căn hộ nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh cô nấu ăn, chụp hình, quay video hài hước và nhận một số công việc quảng cáo qua Facebook. Đón tuổi mới, Thùy Anh mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để các hoạt động showbiz trở lại bình thường. Cô tìm kiếm những vai diễn mang màu sắc mới trong năm nay. Phong Kiều